của Ả Rập, Hy Lạp, Maroc. Không biết mọi người thế nào nhưng tôi rất thích phân khu Hy Lạp. Nó kiểu nó hợp gu, thiết kế nó hợp gu, thích lắm. Lại một video nữa ở Sale Gallery của Carlo Cam Ranh. Ở đây chúng ta có một cái sa bàn là những cái mà chúng ta có thể sờ được, xem được, ngắm được thực tế. Mà bây giờ là thời buổi của công nghệ rồi các bạn ạ. Rất nhiều quý anh chị mà không có điều kiện lên sa bàn thì chúng ta có thể trải nghiệm theo hình thức là tham quan dự án một cách online được. Thì bên này chủ đầu tư đã chuẩn bị cho chúng ta hai cái màn hình rất là lớn. Cảm ứng, hai màn hình cảm ứng rất là lớn. Đó. Nó là một cái ứng dụng của VR360 ấy, để chúng ta tham quan. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy đây là toàn bộ là bán đảo Cam Ranh này. Bán đảo Cam Ranh ở đây. Đây là khu vực bãi dài Cam Ranh. Bãi dài Cam Ranh khu vực này. Ở đây có rất nhiều mặt ở phía bắc của bãi dài ấy, thì có rất nhiều những cái resort họ đã vận hành rồi. Đó. Ở khu vực giữa bãi dài thì chúng ta có một cái sân bay quốc tế Cam Ranh. Khi mọi người đáp máy bay từ quốc tế hay là từ nội địa xuống Khánh Hòa, xuống Nha Trang thì đa phần mọi người 100% phải xuống khu vực sân bay Cam Ranh này rồi. Thì dự án 800 hectare Caragur nằm ngay cạnh sân bay Cam Ranh luôn, hàng xóm đấy, kề vách luôn đấy. Thì việc gì chúng ta di chuyển từ sân bay Cam Ranh đi ra dự án nhìn thì cũng gần thôi, nhìn thì cũng rất là gần tại vì ngay cạnh nhau, nhưng mà chúng ta di chuyển thì cũng mất khoảng 5 phút đi xe. Gần nhà nhưng mà sang ngõ sắp tới có một cái đường mới bên này mở thông ra, đi thẳng vào phân khu sông Thao thì nó sẽ rút ngắn thời gian xuống rất là nhanh. Còn hiện tại bây giờ chúng ta sẽ đi hơi vòng một chút, mất khoảng 5 phút. Đây, bây giờ chúng ta đi từ đây nhá. Chúng ta đi đây, chúng ta đi từ đây ra ngoài sân bay, chúng ta đi vòng về phía bên này. Đó, đi vào trong đại dự án. Còn sắp tới chúng ta sẽ đi cái đường này, đi vào ngay đây thôi, đi vào đây là đi vào cái cổng dự án phát là gặp phân khu sông Thao luôn, là cái phân khu mà tôi vừa giới thiệu cho các bạn trong video ấy. Thì toàn cảnh đấy, mọi người có thể zoom ra zoom vào này, phê không? Nào xem nào, ảnh phối cảnh nhá. Ảnh phối cảnh đây, ảnh tổng thể phối cảnh. Đây là mặt biển bãi dài này. Thì Karagu Cam Ranh có tất cả là 4,7 km trên tổng số 15 km đường bờ biển của bãi dài. Hơi tham lam nhỉ, nhiều quá nhỉ. Nhiều thế nó mới đẹp các bạn. Tại đây chúng ta có khu vực quảng trường trung tâm. Ở đây chúng ta có khu vực dọc quảng trường trung tâm, xung quanh này là thiết kế rất nhiều các cái bãi biển chủ đề. Các bãi biển chủ đề, chỗ này là khu vực bãi biển private. Đó, ở giữa là sân golf. Đó, thì tổng thể ý tưởng của cả dự án thì có rất nhiều các phân khu khách sạn, các phân khu tòa nhà cao tầng, sau này có cả tòa nhà văn phòng và một số các cái học viện nữa. Trường học, học viện cũng có đầy đủ cả. Đây sông Thao ở khu vực này các bạn này. Đây toàn bộ sông Thao ở khu vực này. Đó, thì sau này cái đường chúng ta đi là đường này nhé, chứ không phải đi cái đường bên ven biển này nữa mà đi cái đường bên này thì vào thẳng phân khu sông Thao ở đây luôn. Đó, sau này thì cũng có thêm các cái dự án tòa nhà cao khoảng 9 tầng view đầm thủy triều ở khu vực này. Đó, thì Karagu Cam Ranh thì gần như là tôi đã giới thiệu với quý vị các bạn rất là chi tiết trong các cái video dài của kênh Cúc Trường Bất Động Sản rồi. Ai có nhu cầu hay là anh chị nào quan tâm có một căn nhà định cư ở Cam Ranh thì có thể tham khảo thêm các video đó. Nó cũng ngắn thôi, khoảng vài phút thôi là mọi người có thể có cái nhìn tổng quan về đại dự án này rồi. Nó quan trọng nhất là nó sở hữu lâu dài thì chúng ta cũng không phải lo lắng gì cả. Một dự án sở hữu lâu dài được quy hoạch bài bản, phong cách thiết kế đẹp, và cái key selling point của nó chính là bàn giao full nội thất. Nó giúp chúng ta giải tỏa được rất nhiều những cái mất thời gian, những cái áp lực sau này để chúng ta hoàn thiện căn nhà. Và sẽ có rất nhiều người bảo là bây giờ mua mà nếu như nhá, chúng ta chỉ là bàn giao đây, chúng ta chỉ là bàn giao xây thô hoàn thiện ngoài theo một cái trend giống như rất nhiều các chủ đầu tư khác làm trong thời gian vừa qua, thì đa phần là chúng ta sẽ gặp phải những cái cảnh đô thị bỏ hoang rất là nhiều. Nhưng mà nếu như chúng ta được bàn giao full nội thất rồi thì chẳng ai mà có cái nhà sạch sẽ đẹp đẽ rồi mà lại bỏ không cả, đúng không? Ngoài việc chúng ta vừa ở mà chúng ta vừa cho thuê khai thác được luôn. Đó, đây là phân khu sông Thao này mọi người, khu Ả Rập, Hy Lạp, Maroc. Không biết mọi người thế nào nhưng tôi rất thích phân khu Hy Lạp. Nó kiểu nó hợp gu, thiết kế nó hợp gu, thích lắm. Ở đây có rất nhiều tiện ích, mọi người xem các cái tiện ích ở khe giữa các tòa nhà, thì ở qua cái dãy nhà đều là các cái sân vườn cỏ để chúng ta có thể picnic này, sân chơi trẻ em này, đúng không ạ? Ở các cái tiện ích lớn thì có cả phòng tập gym, các cái công viên chủ đề, các garden chủ đề.
như là Duck Garden này, Paxton Garden này, Sunset Garden, Lux Garden, Dream Garden này, Squid Garden. Tức là tiện ích nội khu, tiện ích nội khu của sông Thao. Như vậy các bạn có nhìn thấy bên này, nó có đầy đủ các tiện ích nội khu để chúng ta có thể vận hành một tiểu khu độc lập, có thể không quan tâm là các cái phân khu khác của toàn bộ dự án nó có vận hành ra sao. Nhưng chúng ta khi chúng ta nhận bàn giao của sông Thao thì tiện ích của sông Thao đã có thể khiến chúng ta nó đã có đầy đủ để chúng ta có thể vận hành, tự là vận hành được. Nếu mà chủ đầu tư bàn giao thêm được các đại tiện ích thêm càng sớm nữa thì càng tuyệt vời, đúng không? Ôi máy ạ, máy ảnh sắp overheat rồi. Ok, đây là cái trải nghiệm online nha mọi người. Hình ảnh rất là đẹp, mượt, đấy, rộng. Ai mắt kém có thể nhìn thấy rõ luôn. Ok, thân mến chào quý các bạn. Cảm ơn đã đồng hành cùng với cả cô trưởng bất động sản. Thôi bê cả cái này về đi. Ừ, có cái này tư vấn phê. Mình đi mình có phải mang cái iPad. Đây là khu vực bảo tàng Yến này. Ui. Như chơi game luôn. Bảo tàng Yến này, đây các cái khu vực là đa phần là 70% các cái tiện ích của Caragua đều là tiện ích có mái che và ở trong nhà. Nó sẽ phục vụ rất là tốt cho khách hàng châu Á và khách hàng nội địa của Việt Nam. Tại vì nếu như cá nhân là tôi nhé, tôi cũng không có nhu cầu ra ngoài phơi nắng làm gì cả đâu. Đó. Nhưng mà khách Tây hay nước ngoài thì họ vẫn cần những cái tiện ích để vui chơi ngoài trời, ví dụ như là đánh tennis này, đánh golf này, đua xe này vân vân, họ vẫn thích. Nhưng mà đa phần là người châu Á, người Việt Nam hay là người châu Á nói chung thì sẽ thích thú những cái tiện ích trong nhà hơn. Thì những cái khu vực như kiểu Bảo tàng Yến này mọi người nhìn thấy nó đều có mái che, đúng không ạ? Để zoom xa ra thêm tí nữa, đây Bảo tàng Yến này có mái che này. Đây là khu vực gì đây? Đây vừa chúng ta vừa vào đây Bảo tàng Yến đây rồi. Khu vực ấy, quảng trường trung tâm dự án này mọi người thấy. Wow. Nếu như tìm một cái bãi biển nào mà so sánh được với cả biển của Khánh Hòa ấy mọi người ạ, thì hiếm có nơi nào ở Việt Nam chúng ta so sánh được biển của Khánh Hòa lắm. Những ai mà đã trải nghiệm Bắc Vân Phong rồi thì thấy là wow, Khánh Hòa biển tuyệt đỉnh, đỉnh chóp, kịch trần, bay phấp phới luôn. Wow. Ok. Quý vị nào mà quan tâm dự án Caragua thì liên hệ với Quốc trưởng Bất Động Sản để dẫn vào đây trải nghiệm cái sa bàn và đồ họa 3D xịn xịn này nhé. Thân mến chào quý vị. Chỗ này là sẽ là cái mà chỗ làm sự kiện khoảng 1.000 người, không nhưng không phải tiệc cưới. Nó có thể làm, vừa làm có thể làm phố đi bộ đêm hoặc là sự kiện.